Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ 8 giờ ngày 1 tháng 10, đơn vị mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021, giá vé giảm đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thì việc mở bán vé thực hiện đồng loạt cho các tập thể đã đăng ký và cả cá dân trên các website dsvn.vn, vétau.com.vn, giá rẻ thầu vn tại các nhà ga các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt việt nam qua ứng dụng ví điện tử momo vimo ứng dụng viettel bay app bán vé tàu trên các thiết bị di động qua tổng đài bán vé mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không có bốn vé cho chiều đi và bốn vé cho chiều về